nóng. Phạm lỗi thô bạo với Hoàng Đức, VFF ra án phạt nặng cho Hoàng Văn Toản. Ngày 16 tháng 2, ban kỷ luật của VFF đã ra quyết định phạt 15 triệu đồng và cấm thi đấu 3 trận kế tiếp với cầu thủ Hoàng Văn Toản của câu lạc bộ Công an Hà Nội vì pha vào bóng triệt hạ với tiền vệ Hoàng Đức của Viettel. Theo đó, tại trận đấu ngày 14 tháng 2 vòng 3 V-League 2023 phút 58, tiền vệ Hoàng Đức đang dẫn bóng thì Hoàng Văn Toản lao đến tranh chấp. Cầu thủ của Công an Hà Nội đã đạp thẳng gầm giày vào chân của tiền vệ Hoàng Đức. Pha vào bóng triệt hạ này đã khiến cho Hoàng Đức dính chấn thương nặng, ngã lăn ra đau đớn không thể tiếp tục thi đấu. Sau đó Hoàng Đức phải nhờ đến đội ngũ y tế chăm sóc, không thể tự đi được, phải cán ra ngoài sân. VPF đánh giá Văn Toản có hành vi bạo lực nhằm triệt hạ đối phương, tính chất phạm lỗi nghiêm trọng. Rất may tiền vệ Hoàng Đức chỉ bị chấn thương phần mềm, anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày và có thể thi đấu ở vòng 4 khi Viettel tiếp Nam Định vào ngày 19 tháng 2.